Trong 3 ngày qua, quý vị đã và đang thực hành các việc kể trên. Vậy thì trừ khi quý vị có khả năng này, năng lực này, quý vị sẽ không thể thực tập thiền Vipassana, không thể được. Chẳng hạn, nếu quý vị không có năng lực của mắt, quý vị không thể nhìn thấy gì cả. Hoặc nếu quý vị không có năng lực của tai, quý vị sẽ không nghe được. Tương tự như thế, trừ phi quý vị có năng lực của tâm, để đưa quý vị tới chiều sâu của sự tương quan giữa thân và tâm. Trừ phi quý vị có được năng lực này, quý vị không thể đi vào thật sâu trong tâm được. Một ví dụ, có 2 người bạn là 2 thiếu niên nghèo khổ, sống cuộc đời ăn xin. Chúng đi khắp nơi để xin ăn. Một đứa bị mù bẩm sinh. Một ngày nọ, cậu bé mù bị lên cơn sốt nặng. Người bạn ăn xin kia bèn nói, "Được rồi, bạn ở đây nghỉ đi. Tôi sẽ đi xin thức ăn, rồi chúng ta cùng ăn với nhau." Thằng bé ăn mày ra đi, và ngày đó có bà nội trợ động lòng thương, bà cho thiếu niên này một thức ăn ngon ngọt. Ở Ấn Độ, người ta gọi là kheer, một loại chè làm bằng sữa, gạo, trái cây khô và đường, vân vân. Được cho ăn, cậu bé ăn xin rất vui mừng, nhưng chè lỏng quá mà nó lại không có đồ đựng, cho nên không thể mang về cho bạn mình, mà phải ăn tại chỗ. Khi trở lại nơi cũ, nó thật thà kể cho bạn nghe, "Hôm nay tôi xin được món kheer rất ngon, nhưng xin lỗi đã không thể đem về cho bạn vì không có bát để đựng." "Bạn không thể đem về cho tôi cũng không sao, nhưng hãy tả cho tôi nghe món kheer này là món gì." "Thế anh không biết kheer là gì à?" "Không, tôi không biết." "Ồ, nó màu trắng, làm bằng sữa, trắng thật là trắng." "Trắng à? Hay trắng là gì?" "Anh không biết trắng là gì ư?" "Không, tôi không biết trắng là gì. Trắng không phải là đen." "Thế đen là gì?" "Anh không biết trắng là gì, cũng chả biết đen là gì." "Thế anh là người gì nhỉ?" "Tôi không biết trắng là gì, đen là gì, vì tôi bị mù bẩm sinh. Làm sao tôi có thể biết màu trắng hay màu đen là gì?" Thằng bé kia nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, và thấy một con vịt trắng. Nó vội bắt con vịt và mang lại cho bạn mình. "Đây này, trắng như con vịt này này." "Trắng giống con vịt này à?" Thằng bé mù không trông thấy gì, làm sao nó có thể biết màu trắng như thế nào, và con vịt trắng ra sao? Nó lấy tay sờ con vịt. "À, bây giờ tôi hiểu trắng là gì rồi. Mù trắng rất là mềm, thật là mềm." "Này, anh nói sao, mềm ư? Mềm với trắng không có liên quan gì với nhau cả." "Anh nói trắng như con vịt vậy, tôi sờ con vịt, thấy con vịt rất mềm mại, và bây giờ anh lại nói trắng không phải là mềm. Làm sao tôi có thể hiểu được trắng là gì bây giờ?" "Ồ, anh vớ vẩn quá, tôi bảo anh trắng là trắng như con vịt này mà anh chả hiểu gì cả. Để tôi thử một lần nữa xem." Và một lần nữa nó lại mò mẫm sờ, nó bắt đầu từ cái mỏ rồi tới toàn thân con vịt, cho tới phần đuôi của con vịt. "À, tôi biết rồi, nó cong quẹo, màu trắng thì cong quẹo." Thế mới biết, có người hay nói lý thuyết cao siêu, nhưng chẳng bao giờ chứng nghiệm được điều gì. Bởi vì họ không có khả năng để chứng nghiệm những điều này. Đối với họ, chân lý luôn luôn cong quẹo, khúc khuỷu. Sự thật vẫn luôn luôn cong quẹo suốt cả đời, cong quẹo, cong quẹo. Họ không bao giờ có thể hiểu được. Khả năng chứng nghiệm chân lý rất là quan trọng, và đây là những gì quý vị đã bắt đầu làm. Nếu quý vị chỉ biết có sila, trì giới, mà không thực hiện bước kế tiếp là samadhi, định tâm, thì quý vị sẽ không có thể có được khả năng này. Quý vị đã đi vào samadhi, nếu quý vị chỉ thực hành samadhi bằng cách dùng một đối tượng tưởng tượng, như dùng một câu chú hay một hình ảnh, thì quý vị lại cũng sẽ không phát triển được khả năng này. Nhưng quý vị thực tập với thực tại, cái thực tại gắn liền với hiện tượng về thân và tâm của chính quý vị. Quý vị đã thực tập tại khu vực này với hơi thở, đó là sự thật. Và quý vị đang thực sự chứng nghiệm được điều này. Cái phất chạm của hơi thở là điều quý vị đang cảm nghiệm, và bây giờ trong ngày thứ 3, quý vị đã bắt đầu cảm nhận các cảm giác, các phản ứng sinh hóa tại khu vực nhỏ hẹp này. Đây chính là phương thức dẫn quý vị đi dần đến những tầng lớp sâu hơn của tâm. Tầng thâm sâu nhất của tâm, được gọi là tâm vô thức, là phần thực ra không vô thức tí nào. Nó lúc nào cũng nhận thức, ngày và đêm. Nhận thức được các cảm giác trên cơ thể. Quý vị đã bắt đầu cảm nhận được những cảm giác này ở vùng bên trong khoang mũi.
cảm giác luôn hiện hữu trên khắp cơ thể, trên toàn thân, lúc nào cũng có cái này hoặc cái kia đang diễn ra, lúc nào cũng có sự thay đổi, một sự thay đổi thể hiện bằng cảm giác này, hoặc một sự thay đổi thể hiện bằng cảm giác nọ, nhưng luôn luôn có sự thay đổi. Và quý vị chỉ có thể cảm nhận được bằng cách quan sát chúng như trong 3 ngày qua. Quý vị đang ở giai đoạn khởi đầu. Ngày mai, quý vị sẽ thăm dò toàn bộ lãnh vực, và quý vị sẽ nhận thấy cảm giác này hoặc cảm giác nọ ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Đây là cách quý vị di chuyển sự chú tâm, từ bề mặt của tâm cho đến phần thâm sâu của tâm, nơi mà các phiền não mọc rễ sâu trong quá khứ đã tích tụ, nơi mà khuôn mẫu hành xử của tâm ngự trị, ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Khuôn mẫu hành xử của tâm là phản ứng. Khi có một cảm giác dễ chịu, khoan khoái thì tâm phản ứng bằng ham muốn, bám víu. Khi thấy cảm giác khó chịu, bực dọc trên thân, thì tâm phản ứng bằng ghét bỏ, thù hận. Dần dần quý vị sẽ bắt đầu ý thức được chuyện đó. Thật rất dễ hiểu ở lĩnh vực trí thức là có sự thay đổi xảy ra ở khắp mọi nơi. Tất cả đều vô thường, ai sinh ra rồi cũng chết. Mọi vật được tạo ra không sớm thì muộn, rồi cũng bị hủy hoại. Tất cả đều vô thường, nhưng đây chỉ là sự hiểu biết trên phương diện lý trí, và ta chỉ có thể chứng nghiệm được điều này trong phạm vi của cơ thể mà thôi.